Chị Phương, chị Phương ạ. Chị ơi, chị có tiền mặt không ạ? À chị có. À, chị vừa mới rút tiền để chiều đóng học cho Moon, sao đấy? Ừ. Chị cho em mượn 3 triệu được không? Ở ngay đầu phố nhà mình có cây rút tiền đấy. Hay là cô chịu khó ra đấy rút đi. Vì hôm nay cũng là hạn cuối cùng để đóng học cho cháu rồi. Mà chiều chị đi làm về thì lại không tiện đường. Thẻ của em thì bị khóa, không rút được. Mẹ với anh thì không có nhà, em chẳng biết mượn ai cả. Cực chẳng đã thì em mới mượn chị, cho em mượn đi. Ừ. Thế đây. Chị đưa cô để cô lo việc trước nhá. Rồi chị đóng học cho cháu sau vậy. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị, chị em sẽ gửi cho chị ạ. Ừ. Thế thôi chị đi làm nhá. Dạ vâng. Em chào chị Dâu. Ừ, về rồi đấy à? Hôm nay đi đâu về mà đẹp thế? Em đi giải quyết công việc về, nhờ có chị mà em mới về sớm thế đấy. Có gì đâu, ai mà chẳng có lúc nhỡ nhàng. Thế em có việc quan trọng nói với chị đấy. Chị lại cứ tưởng cô quen. Chị đang định nhắc. Thế á? Ui, chị dâu của em tâm lý số 2 thì chẳng có ai là số 1 cả. Chị vẫn nhớ sinh nhật của em à? Hả? Sinh nhật em? Sinh nhật... Ừ, chị vẫn nhớ mà. Chị ơi, ngày kia là sinh nhật của em. Chị có nhớ cái túi hôm trước chị em mình đi xem không? Chị bảo là hôm là sinh nhật em, chị sẽ tặng em cái túi đấy mà. Cái túi đấy chị đặt rồi. Cô yên tâm nhá. Dạ vâng, em sợ chị quên nên là em nhắc nhẹ tí thôi ạ. Ngồi đây, mẹ nói chuyện đây. Có chuyện gì thế hả mẹ? Thế con cần cái việc gì mà con lại vay tiền chị Phương thế? Sao mẹ biết? Tại sao mẹ biết thì con phải nghĩ ra chứ. Chị ấy lại mách mẹ rồi, tưởng thế nào? Không phải là mách, mà chị ấy nói rằng con vay của chị ấy tiền. Nhưng mà đến thời hạn già thì tại sao không trả? Hả? Mà đi làm có tiền cơ mà. Thì con nghĩ là người nhà trả chậm mấy hôm có sao đâu ạ. Này, càng người nhà nhá thì càng phải rõ ràng, càng phải giữ uy tín. Thế bây giờ con không trả được thì con phải nói với chị một lời chứ. Thế cứ im im lên là sao? Giữ uy tín đấy, chị hứa tặng quà sinh nhật con, mà quá ngày sinh nhật của con rồi, con thấy tặng quà con còn chả đòi hỏi cái này, gì. Này 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 này, cái chuyện này cũng không đúng nhá. Cái chuyện tặng quà đấy là tấm lòng của chị ấy. Chị chưa tặng lúc này, chị tặng lúc khác. Thế con đòi hỏi là thế nào? Con đừng đánh lạc hướng ra cái việc sinh nhật. Mẹ đang hỏi con, tại sao đến ngày trả nợ con không trả là sao? Có phải là con không muốn trả đâu. Đợt này con hơi kẹt một tí. Kẹt thì phải nói với chị một lời chứ. Mình thất hứa thì mình phải nói chứ. Chả ai biết người ta nghĩ như thế nào về mình nữa cơ. Tiền bạc rất nhạy cảm. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Em vừa nhận lương xong, để em chuyển khoản trả tiền mẹ cái tiền hôm trước mà em vay mẹ để đóng nhà thờ tổ ấy. Không phải trả. Mấy cái tiền mà tiêu trong gia đình ấy, đặc biệt là tiêu trong nội mạc dòng tộc ấy, thì đấy nó là cái tiền chung, thì coi như đấy là mẹ cũng đóng góp, không phải trả mẹ đâu. Không phải trả, anh nói buồn cười thật ấy. Đã vay thì phải trả cho tử tế chứ. Em, cái gì cũng rõ ràng quá nó không hay đâu. Đặc biệt là trong phạm trù gia đình, cái chuyện vật chất mà mình cứ rõ ràng quá nó ảnh hưởng đến tình cảm ấy. Anh nói gì em mặc kệ anh đấy, em trả mẹ là em trả mẹ. Ơ, Vân ơi. Dạ, ngồi đây chị bảo. Em chào anh chị. Cái túi hôm trước mà chị hứa tặng sinh nhật em ấy, hôm nay người ta ship rồi này, chị tặng em. Thật thế ạ? Ui, túi đẹp thật đấy. Em ơi, chị dâu của em là nhất. Mà sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với chị, người trong nhà không phải ngại đâu. Dạ vâng, à đây, em cũng giả tiền nợ chị hôm trước. 1 này, 2 này, 3. 3 triệu đầy đủ nhá. Em nhận lương hơi muộn, thế nên là em trả chậm. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Không sao, em gửi chị. Này, cái tiền này thôi không phải trả, coi như là anh chị cho cô. Cầm đi mà tiêu. Thật thế ạ? Ừ. Ui. Không được đâu.
Phương cầm tiền của em Vân trả đi. Nhưng mà anh Khanh... Mẹ ơi, con vừa chuyển tiền trả mẹ, mẹ nhận được chưa ạ? Mẹ nhận được rồi. Mẹ, coi như đây là của anh chị cho em gái, không vấn đề gì đâu mẹ. Nhân thể có các con ở đây, mẹ có ý kiến thế này nhá. Dạ. Anh chị em trong gia đình thương yêu nhau, tặng quà cho nhau, đùm bọc nhau, mẹ rất mừng. Nhưng chuyện vay mượn ấy thì phải trả. Rõ ràng rành mạch, tiền bạc phải phân minh. Nếu như con cho em ấy thì con phải nói trước, không thể nhập nhèm hai việc vào với nhau. Nhớ chưa? Mà nhất là cái Vân, khi vay tiền anh chị thì phải trả cho nó thoải mái, cho nó đàng hoàng đúng ngày. Như thế thì tâm thái anh chị mới vui vẻ chứ. Thế con trả đây còn gì? Trả nhưng mà phải giữ chữ tín, trả đúng ngày đúng hẹn. Ngay cả con cũng thế. Thí dụ bây giờ con cho ai vay tiền mà không trả đúng hẹn, xong cứ im im như thế, người ta có chịu được không? Người ta có vui vẻ không? Đây là anh chị em trong nhà, mẹ mới góp ý. Chứ người ngoài như thế á, người ta mắng cho ấy. Vâng. Rút kinh nghiệm, được chưa? Mẹ ơi, chị vừa trả tiền cho mẹ, thì mẹ cho con mượn lại 2 triệu đi. Còn lâu rồi bé ơi. Ơ kìa, mẹ bảo mượn phải có chữ tín tháng sau con trả. Không. Như thế là cô mất chữ tín với mẹ rồi.